Minh Thắng Ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNA TV trên băng tần 57.3, 16.10 và 26.9 trên Facebook, YouTube VNA TV. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Good Morning Việt Nam America. Và chương trình này được thực hiện mỗi buổi sáng từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, từ thứ hai cho đến thứ sáu. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được thực hiện cùng với bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Trước hết kính chào bác sĩ đẹp trai Võ Đình Hữu. Vâng, xin chào Như Miên và tất cả anh em ở trong đài và nhất là khán thính giả trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình, và thân chúc quý vị một ngày thật là vui bên cạnh người thân. Vâng, thưa quý vị, trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được cảm ơn một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Odyssey Insurance là một văn phòng uy tín lâu năm, đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương. Odyssey Insurance có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, workers' comp, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Insurance có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng Odyssey Insurance, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Odyssey Insurance đã được đổi sang địa chỉ mới 14.541 đường Brockhurst, thành phố Westminster, trong khu Coward, lầu 2, căn C10. Điện thoại 714-839-1498, 714-839-1498. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý cơ sở thương mại đã bảo trợ và tin rằng quý khán giả của đài ủng hộ cho tất cả những cơ sở thương mại quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài của chúng ta. Khi đến với họ, quý vị nói rằng quý vị nghe đài VNA TV, xem đài VNA TV. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý khán giả, tin đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay, tin số 1. Peter lấy dùm cho cái video. Kính thưa quý khán giả, đài Á Châu Tự Do là đài sau đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Đây là đài được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ để phát sóng về những nước Á Châu, đặc biệt là Việt Nam, trong chương trình Việt ngữ. Đài tiếng nói Á Châu do người Việt Nam mình vận động, trong đó có anh em của lực lượng mạng lưới nhân quyền, có anh Nguyễn Thanh Trang và anh Đỗ Như Điện, quen thuộc của đài chúng ta, đã ở trong ban vận động thành hình cái đài này, cùng với nhiều anh em hoạt động khác như anh Bích mà đã mất rồi, Nguyễn Ngọc Bích và nhiều vị khác. Thưa quý vị, đài Á Châu Tự Do đã cho biết một bản tin, chiếu một cái video cảnh sát ở Bình Dương đã đi xe gắn máy và đạp hai ba người dân té nhào lộn dưới đường. Bản tin chi tiết như sau. Hôm 8 tây tháng 2, đoạn băng ghi hình từ camera của một người đi xe ghi lại vụ cảnh sát cơ động đạp ngã xe máy của một người dân. Theo cái bản tin hiển thị trên sự việc xảy ra lúc 21 giờ 30 phút tức là 9 giờ rưỡi tối ngày 7 tháng 2 tại đường Nguyễn Văn Linh tại Bình Dương, Thủ Dầu Một. Có camera ghi là cảnh sát đương ngừng tại đèn đỏ thì xe máy của nam thanh niên vượt lên và khi đèn đỏ về zero nhưng chưa kịp chuyển sang đèn xanh thì người này chạy qua đường, tức là cái ý cái này là nói là vượt đèn đỏ thì cảnh sát cơ động đã đi xe máy bám theo sát ngay lập tức và đã dùng chân đạp hai cảnh anh thanh niên này xuống dưới đường, té mà cái xe nhào xuống mà té lửa lên trên đường. Người ta quay phim được cái đoạn phim này. Thì thưa quý vị, đây là một cái cảnh tượng mà nó xảy ra. May mắn là có cái video và đài Á Châu Tự Do đưa lên. Cái chuyện mà cảnh sát lộng hành ở Hoa Kỳ này cũng có, nhưng mà không tàn khốc bằng Việt Nam. Việt Nam thì luật lệ rất là lỏng lẻo và lực lượng cảnh sát ở Việt Nam giống như là nắm được tất cả những cái gọi là thi người thi hành công vụ, được tất cả những đặc quyền đặc lợi, cho nên luôn luôn được nhà cầm quyền che chở. Nếu như chuyện này mà xảy ra ở Mỹ, chắc chắn là sẽ có những cái vụ kiện về hình sự và cảnh sát phải bồi thường. Không biết là bác sĩ nghĩ sao về tình trạng này, thưa mời bác sĩ. Vâng, tới tình trạng này rất là tàn nhẫn và tôi cũng qua cái video này rồi, nhưng mà có điểm đặc biệt là thế này,
Thì thấy cũng may á, bây giờ cái cảnh sát cũng có gắn video nữa, cái đó rất là may. Và cái này không có warning, mà cái này á, cái đèn đỏ vừa bắt đầu thì thật ra ngày nói là vừa đèn đỏ cũng ở Việt Nam mà đứng ở bên này kêu là đèn vàng á, đèn vàng đó, vâng thì chưa sao, ở Việt Nam mà không có vàng rồi, mà thế này nữa là không có vấn đề warning. Nếu mà anh này đuổi theo cái anh này mà anh có hủ quài warning, mà anh này không đứng lại á thì có lỗi. Đây là anh chạy theo rồi đi ngang anh đó đạp một cái mà không biết là có nói nó dừng hay không, mà đạp cái té người ta bị thương liền. Không có chuyện mà mình phải đạp cái xe người ta té, vấn đề này là hoàn toàn sai, và nếu ở Mỹ sẽ bị kiện rất là nhiều. Nhưng mà tôi không thấy cái warning là ông cảnh sát đó phải đó, quý vị thấy không, đây một cái xe té lửa luôn, quý vị thấy là phải warning cái ông đó phải bóp hoặc là bóp cái đèn đó, ban đêm mà hoài mình không nghe được. Nhưng một đêm phải có cái đèn chớp là vậy á, thì cái người kia mới dừng lại chứ. Còn bây giờ á, tự nhiên đi ngang vậy, đạp một cái mà không thấy đèn chớp, không qua đèn, thì đó là sai. Mà không có quyền đạp người ta té được. Nếu có cần mình chạy theo thôi, chặn lại thôi. Thì tôi thấy đây là vấn đề hành xử rất là trái phép. Và vâng, thưa bác sĩ, là ở trong Việt Nam thì chúng ta biết là họ chưa có cái gắn cái camera cho xe cảnh sát. Ở Hoa Kỳ thì đã gắn camera trên người của cảnh sát hay là xe cảnh sát đều có camera hết. Còn cái camera mà thu được cái video này cho Đài Á Châu Tự Do chiếu lại cái cảnh này là của một người đi đường dùng cái telephone này và họ quay, họ gửi cho Đài Á Châu Tự Do. Đây là một cái vũ khí rất là lợi hại để đấu tranh cho những nước mà áp bức như Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng hay là Iran, Taliban hay là những nước Bắc Hàn vân vân. Nó rất là quan trọng. Đây là cái vũ khí để tố giác những hành vi xâm phạm nhân quyền, coi thường mạng sống của người dân. Cảm ơn Đài Á Châu Tự Do và cảm ơn những người dân ở trong Việt Nam đã âm thầm ghi nhận những cái diễn biến mà sái nhân tính này để gửi ra lên tiếng cảnh giác, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ không thể không có kỷ luật đối với viên cảnh sát mà nghĩa là thô bạo này, có một hành động ăn hiếp, hà hiếp người dân một cách công khai như thế này. Và kính thưa quý vị, bản tin số 2 ngày hôm nay của chúng tôi liên quan đến tình trạng lạm phát tại Hoa Kỳ đã lên tới mức 7,5%, cao nhất trong vòng 40 năm vừa qua. Thưa quý vị, bản tin số 2 này cho thấy một thước đo lạm phát chính đã leo lên mức cao nhất trong gần 40 năm vào tháng Giêng năm 2022. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 7,5% trong 12 tháng kết thúc vào tháng Giêng, không được điều chỉnh do biến động theo mùa. Đó là cục cơ quan thống kê lao động của Hoa Kỳ cho biết ngày hôm nay. Đây là mức tăng giá hàng năm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 1982 và tồi tệ hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng vốn có xu hướng biến động nhiều nhất, giá tăng 60% từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 1 năm 2022, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm 1982. Giá thực phẩm đã tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi giá năng lượng tăng 27%. Dẫn đầu bởi giá dầu, mazut và xăng dầu, chỉ riêng trong tháng Giêng, giá đã tăng 0,6%, bao gồm cả các điều chỉnh theo mùa, tỷ lệ tương tự như trong tháng 12 và nhiều hơn như các nhà kinh tế đã dự đoán. Điều đó đưa ra một số tin xấu cho những hy vọng dữ liệu hàng tháng sẽ cho thấy sự chậm lại của việc tăng giá. Giá cả đã tăng bao gồm nhà ở, đồ nội thất, xe hơi cũ và chăm sóc sức khỏe. Giá lương thực tăng 0,9% trong tháng Giêng so với 0,5% trong tháng 12. Quý vị thấy không? Cái giá mà lương thực này càng ngày nó càng tăng. Gần như tất cả các mặt hàng tạp hóa đều tăng giá. Giá năng lượng cũng tăng 0,9% trong tháng trước, dẫn đầu là chi phí về điện lực. Trong khi đó, giá khách sạn giảm, nhiều khả năng là do kế hoạch du lịch bị hủy bỏ
trong đợt Omicron tăng đột biến. Đối với Cục Dự trữ Liên bang, vốn được coi là ổn định giá cả, báo cáo tháng 1 có thể không thay đổi nhiều. Và dĩ nhiên là cơ quan của Fed sẽ có những cái chính sách để bình ổn lại cái giá này, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu. Còn có thể, vâng, thưa mời bác sĩ. Vâng, quý vị thấy bây giờ nạn lạm phát gia tăng. Một quý vị thấy tôi không ngờ, ví dụ quý vị nói chuyện gì giá xăng, giá xăng có chỗ có khi lên cái là gần 6 đồng hay là bây giờ 4 đồng mấy, nhưng mà có chỗ là đi xa đó 6 đồng bạc, quá dễ quá ra. Còn ăn tô phở có nơi bán 16 đồng 17 đồng, tôi không thể tưởng tượng được. Mà cái tự nhiên nhiều cái giá này nhiều giống như đầu cơ tích trữ, đâu cái này nó tăng, quý vị thấy là tăng nói là 6-7%, có cái 2-3%, mà tại sao cái giá phở từ 12 đồng mà tới 16 đồng tôi không thể tưởng tượng được, mà có chỗ gần 17 đồng thì cái này tôi thấy là nhiều. Bởi vậy cho nên anh rủ tôi đi ăn phở, tôi không dám đi, tôi sợ hao tiền của anh. Bởi vì thế lạm phát như vậy mà cái lương đó là không tăng, mà thất nghiệp là nhiều, thành rất là tội cho người dân. Thì tôi thấy tình trạng này rất là bi đát. Và nếu chính phủ không có những cái làm để tăng gia cái công việc người dân và tăng lương cho công nhân đó, thì mình thấy rất là hình như là có một dự định sắp tăng lương cho người dân hữu cơ đó, có lên rồi, nhưng mà không biết có đáp ứng được cái nạn lạm phát hay không. Thành đó, chưa bao giờ mà nước Mỹ lạm phát như vậy. Mà quý vị thấy bên ngoài giá xăng, giá dầu, giá mà cái hên á, thế này, mùa đông sắp qua, bây giờ nóng trở lại rồi. Thành ra mình bớt cái những cái trong cái mùa đông này, nhiều chỗ là phải là dùng điện rồi, nhiều chỗ dùng khí đốt, nhiều chỗ dùng những cái nhiên liệu, những cái tiểu bang mà lạnh ở xa đó. Thành bây giờ qua hết cái mùa đông này thì đỡ hơn. Khi trời nóng á, thì xài ít hơn, nhưng mà trời nóng thì đi chơi nhiều, thì lại xài xăng nhiều, ok. Thành bây giờ mình thấy lạm phát này rất là mệt cho nước Mỹ. Và mình cầu mong và giá cả phải ổn định trở lại, và nhất là lương phải, công việc thì phải tăng lên, cái mà jobless giảm xuống, công việc tăng lên và lương người công nhân phải tăng lên một tí mới được. Chứ nếu không tình trạng rất là khó khăn cho tất cả người dân. Mà anh, vâng, thưa quý vị, trước khi nghỉ một vài phút để đài quảng cáo thì cho phép chúng tôi được cập nhật một số những tin mà mới nóng hổi, vừa thổi vừa đọc. Đó là tin Tòa Bạch Ốc mới vừa loan báo cách đây chừng khoảng 15 phút. Là năm 2023, Tổng thống Joe Biden và chính phủ Hoa Kỳ sẽ chủ trì hội nghị APEC, tức là những nước vòng đai Thái Bình Dương. Hội nghị năm 2023 sẽ được tổ chức ngay tại Hoa Kỳ, và Tòa Bạch Ốc họ loan báo Tổng thống Joe Biden cũng như chính phủ Hoa Kỳ rất cảm ơn các nước thành viên của hội nghị APEC đã chọn Hoa Kỳ để tổ chức hội nghị trong năm 2023. Đây là một hội nghị quan trọng liên quan đến vấn đề tương lai của vùng châu Á-Thái Bình Dương, nói chung là vành đai Thái Bình Dương, mà Hoa Kỳ là một nước thành phần của cái APEC, tức là vành đai Thái Bình Dương này. Đó là cái tin rất là phấn khởi. Và một cái bản tin nữa cũng tương đối với tôi là tin rất là lạ. Không biết là chút xíu nữa trong phần 2 anh sẽ bình luận cái này, tại vì tôi rất thích nghe anh bình luận về cái chuyện này. Giữa lúc Tổng thống Joe Biden đương vật vã năn nỉ Bắc Hàn là vô bàn hội nghị để chấm dứt những cái đe dọa giới, nhất là Nhật Bản và những nước chung quanh, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông vẫn còn liên lạc với Kim Jong-un sau khi ông rời Tòa Bạch Ốc. Khi cái câu tuyên bố này của ông cho thấy rằng cái chuyện mà ông có ảnh hưởng ở trong một khoảng nào đó đối với ông Kim Jong-un, mà trong thời gian ông làm đó, chúng ta nhìn thấy ông đã biến Kim Jong-un là một kẻ đáng ghét của thế giới, trở thành là khuôn mặt, nghĩa là người dân Hoa Kỳ có cảm tình, tại vì nhờ những cái lục tiếp xúc bắt tay hay là nói tuyên bố này thế kia, nghĩa là rất là thân mật với Tổng thống Trump, cũng giúp cải thiện cái hình ảnh đó. Thì trong phần sau phần quảng cáo thì chút xíu nữa bác sĩ Võ Đình Hữu sẽ có những cái lời bình luận về cái bản tin này. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Good morning, Vietnam, America.
VNTV của chúng ta trước khi quay trở lại chương trình. Cho phép chúng tôi cảm ơn một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philip Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philip Nam ở số điện thoại 909-576-1934. Gạo Banda được Certified Non-CMO và Number One Red Rice. Gạo Banda có bán tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các chợ Việt trên khắp nước Mỹ. Gạo Banda dễ nấu, dễ ăn, ai ăn cũng thích. Panda Rice Number One. Cảm ơn quý khán giả luôn ủng hộ cho các cơ sở thương mại quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNTV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, lợi dụng cơ hội tình thế của Hoa Kỳ trong thời Tổng thống Joe Biden, phía bên Âu Châu thì vấn đề Ukraine, Nga đe dọa, và phía bên Biển Đông, Ấn Độ, Thái Bình Dương, tình hình Đài Loan, Trung Cộng lúc nào cũng kè kè tuyên bố sẽ chiếm lại cái hòn đảo này bằng quân sự, đã khiến cho Hoa Kỳ rất là bối rối trong cái cảnh lưỡng đầu thọ địch, tức là hai mặt trận đều bị khó khăn. Thì Bắc Hàn lại liên tục trong một thời gian ngắn, thật là ngắn, đã bắn hỏa tiễn nguyên tử tới 7 lần. Tổng thống Joe Biden đưa ra cái quyết định cho Bộ Ngoại giao loan báo rằng bằng mọi giá, không có điều kiện gì cả, chúng ta muốn nói chuyện thương thuyết với Bắc Hàn. Bắc Hàn tỉnh bơ lầm lơ, không nói gì. Thì Tổng thống Trump ngày hôm qua đã tuyên bố rằng ông vẫn còn giữ liên lạc với Kim Jong-un, tức là ông chủ tịch nước đảng Cộng sản của Bắc Hàn đó. Mời bác sĩ Võ Đình Hữu, tại sao Tổng thống Trump lại đưa ra cái thông điệp này giữa cái lúc mà Tổng thống Biden chật vật để đối phó với vấn đề của Bắc Hàn? Thưa mời bác sĩ. Vâng, là đây vấn đề về chính trị và ngoại giao. Thì chúng ta thấy rằng là hình như tiếng nói hơi eco, không biết sao nó bị eco rồi. Có bị eco nhiều quá Peter. Rồi. Thì vấn đề có thể đây là vấn đề Bắc Hàn trong những tháng vừa qua đã bắn mấy lần từ kỳ này đó. Nó vẫn còn bị khó khăn. Bị problem technology. Và tên có thể nói là... Vâng, xin lỗi quý vị là chúng tôi đừng gặp trở ngại về kỹ thuật. Vâng, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi đương gặp trở ngại về kỹ thuật, bị echo nhiều. Alo, anh nói lại được không? Vâng, giờ nghe được. Bắt bên đó bắt tắt audio đi. Anh Hữu tắt audio, vâng. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà bác sĩ Võ Đình Hữu đi để chỉnh lại cái phần âm thanh thì cho phép chúng tôi được cập nhật những cái tin tức là tin tức về huy chương vàng của Thế vận hội. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tin rất là vui là nước Đức đã đứng đầu tất cả những huy chương vàng ở trên cái Thế vận hội Bắc Kinh, là nước Đức đã được 4 vàng, 5 bạc và 1 đồng. Trong khi đó, nước Hoa Kỳ đã lên hàng thứ tư với 4 vàng, 5 bạc và 1 đồng. Kính thưa quý vị, đẩy nước Tàu đương từ số 1 mà bây giờ nước Tàu xuống túc phần thứ 7, tức là Hoa Kỳ đã vượt lên hơn. Chỉ có mới mấy ngày phù du thôi, thì nước Hoa Kỳ bắt đầu ra lên lại, và nước Đức, nước Hà Lan, đặc biệt là Slovenia, là một nước nhỏ mà cũng vẫn đạt được 2 cái huy chương vàng. Bây giờ bác sĩ Hữu trở lại cái vấn đề Tổng thống Trump nghe thử ra. Tốt, bây giờ là kỹ thuật xong rồi ha. Rồi. Thì vấn đề quý vị thấy là vấn đề rất quan trọng, là vì trong thời gian này đó là cái vấn đề xáo trộn Biển Đông, mà ông Kim Jong Un lại bắn hỏa tiễn 7 lần. Nhưng mà kỳ này rất nghiêm trọng là vì có một hỏa tiễn tầm trung là nó có thể bắn tới Guam. Lâu nay ông chỉ bắn là bắn dọa qua Nhật Bản hay Đại Hàn thôi. Nhưng mà kỳ này tới Guam thì thành ra ba bộ trưởng này của Hoa Kỳ, Nhật với là Đại Hàn đã họp với nhau để lo cách đối phó. Thì trong khi đó thì ông chính phủ Biden nói ok, chúng tôi mời ông bên Bắc Hàn ngồi lại bàn hội nghị, bất cứ gia chúng tôi không cần có điều kiện tiên quyết, chỉ mời quý vị ngồi lại bàn hội nghị thôi.
thì bên kia không thèm trả lời. Ông đặc sứ của Mỹ mà đặc trách về Bắc Hàn là ông Sung Kim, không nói, mà nói nhiều lần mà không bên kia cũng trả lời. Trong khi đó đó thì người ta thấy rằng là ở mặt Alago thì có một phái đoàn tình báo tới để mà xem xét cái tài liệu đó, thì thấy ông Trung vẫn giữ những tài liệu liên lạc với là ông Bắc Hàn, mà không những có những tài liệu liên lạc, những thư từ, mà ông lại nói là ông còn mối dây liên lạc với Bắc Hàn, với Kim Jong Un. Nhưng mà Kim Jong Un rất đặc biệt này, ông này quý tình bạn lắm. Ông có một cái ông người thể thao gia của Mỹ mà đánh bóng rổ rất là hay, thì ông đó là da đen đó, mà đánh bóng rổ rất là hay, thì làm bạn của Kim Jong Un thì ông mời qua chơi hoài, mà ông giữ tình bạn rất là tốt, rất là lâu, thì ai ông mà thương ai là ông khoái lắm. Thì bây giờ tôi thấy là trong cái thơ mà ông viết trong Trung là ông nói, kêu ông Trung là rất là đàng hoàng và rất là mến phục ông Trung này. Thành á, khi mà ông Trung nói rằng ông vẫn còn mối liên lạc thì chúng ta thấy rằng có thể rất là tốt. Mà chúng ta không biết rằng là khi mà Bắc Hàn bắn một tiếng nhiều và không cần đáp ứng lời của chính phủ đương thời thì có một tín hiệu chứ không, nói tôi chỉ muốn nói chuyện với người nào thôi, không biết có việc đó có xảy ra không, nhưng mà mình hy vọng nói với ai cũng được hết. Nhưng mà chúng ta làm sao mà để dịu cái cơn Bắc Hàn xuống, bởi vì bắn hoa tiễn hoài trong cái vùng đó rất là nguy hiểm, và bây giờ nó phát triển vũ khí hạt nhân và hoa tiễn mà qua tầm Trung tới Guam á, thì cái đó là vấn đề Hoa Kỳ nên lo ngại. Mình Trung mời. Cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Kính thưa quý khán giả, bác sĩ Võ Đình Hữu nói rất đúng là nếu như chúng ta đi du lịch ở bên Đài Loan hay là bên Á Châu, đi Nhật Bản hoặc giả là Guam, Hawaii, chúng ta vẫn sợ mỗi lần mà Bắc Hàn người ta bắn hoa tiễn, nó bắn không tới mục tiêu, nó rớt bẫy, tại chết dân, và trong đó mình dính vô, rồi chiến tranh nó xảy ra biết bao nhiêu cái chuyện khó khăn. Cho nên cái vấn đề mà giữ mối dây liên lạc để cho cái vấn đề ngoại giao, giữ an ninh cho người dân trên thế giới là điều rất cần thiết. Và bản tin số 3 của chúng tôi ngày hôm nay liên quan đến một bản tin về cái chi phí quốc phòng của Cộng sản Việt Nam sẽ tăng tới 7 tỷ đô la vào năm 2027. Đây là bản tường trình của bản tin quốc phòng châu Á có trụ sở tại Úc cho biết như sau. Để bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông cùng với việc hiện đại hóa lực lượng hải quân cũng như không quân, Cộng sản Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quốc phòng các năm qua với mức tăng hàng năm là 8,1% và có thể đạt tới số 8,5 tỷ đô la vào năm 2027, tức là còn 4-5 năm nữa thôi. Ngày 8 tháng 2, cái bản tin quốc phòng của Úc này cho biết là mặc dù kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đang tiếp diễn, nhưng đất nước này đã cho thấy kinh tế của họ đã hồi phục lại và họ đã có kế hoạch để mua thêm nhiều vũ khí tối tân nhất ở trên thế giới này từ nhiều nguồn, trong đó có Hoa Kỳ, để gọi là bảo vệ cái lợi ích Biển Đông, an ninh cũng như biên giới của họ. Thưa quý vị, đây là một cái bản tin mới nhất liên quan đến cái chuyện mà gọi là hiện đại hóa lực lượng quân sự của Trung Cộng. Chúng tôi cũng trở lại với quý vị biết là ở bên Việt Nam người ta đu dây hay lắm. Và khi mà người ta thấy Hoa Kỳ mà có những cái chính sách chống lại Tàu thì họ ngã theo Hoa Kỳ. Chẳng hạn như vừa mới đây quý vị nhìn thấy Hoa Kỳ đã liên tục đưa ra những cái chính sách, những cái báo cáo về vấn đề mà biên giới Biển Đông, biên giới lãnh hải ở trong vùng Biển Đông, và Đức, Pháp, Úc, tất cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ cũng có những cái sách lược liên quan đến chuyện tự do hàng hải ở Biển Đông. Thì bên phía Việt Cộng họ cũng nương theo đà này, họ bắn ra một cái bản tin, ồ tôi cũng bỏ tiền để lo về quốc phòng. Bác sĩ nghĩ sao cái này? Vâng, thì quý vị thấy là cái sự mà tăng giá quốc phòng của Việt Nam là quá, rất là quá mức, là tới năm 2007 là 8 tỷ đô la. Nhưng mà quý vị thấy đây là một hiện đại hóa của Việt Nam thì cũng tốt thôi. Là vì như vậy thì nhưng mà so với Trung Cộng thì không biết là có chống tới mức nào. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ làm cái, quý vị thấy mỗi năm á, người Việt hải ngoại gửi về Việt Nam bao nhiêu? Có lúc từ 10 tỷ cho tới mười mấy tỷ.
Bây giờ lên tới 19 tỷ rồi. Đó, mà quý vị thấy này, đây có 8 tỷ đô la vào quốc phòng Việt Nam thì thấm gì? tức là người Việt hải ngoại này mình cho nó tăng quốc phòng phải không anh? Tăng quốc phòng mà không thấm, mà cho 8 thì còn 11 tỷ vẫn vô túi cộng sản. Gửi tiền về Việt Nam á, quý vị thấy này, gửi bên này tiền đô la, bên kia đưa tiền giấy. Có thể tới chuyện vô lý hồi xưa là bên này đô la rồi bên kia cũng đưa đô la được. Còn bây giờ đưa bên này gửi về đô la, bên kia đưa tiền giấy mà đưa một cách dễ dàng lắm này, bên không giờ không tới nhà đưa nữa, bỏ vào công người kia thôi. Quý vị thấy dễ sợ không? Mà công này là công cộng sản control hết, là bằng nhà băng cộng sản control. Thành á, 8 tỷ đô la mình nghe là ghê tới, mà đây là 5 năm sau mới lên 8 tỷ đô la. Trong khi đó bây giờ mỗi năm mình gửi 19 tỷ về thì nó tiêu có tới 8 tỷ đi, thì 11 tỷ vẫn ở trong tay có không nào. Mình nghĩ như vậy mình thấy tức cười. Người Việt hải ngoại phải stress suy nghĩ, quý vị có muốn là giúp cái tận diệt cái cộng sản Việt Nam hay không, hay là bác sĩ mà để nuôi. Bác sĩ cho tôi góp ý kiến với bác sĩ trong cái vấn đề này một chút xíu. Nếu như bây giờ mình làm thương mại, mình bỏ ra một khoản tiền mình quảng cáo thì mang lợi lại cho mình, tại vì họ biết ơn mình là mình cho họ quảng cáo, như đài VNTV thắng chủ quảng cáo là số 1. Trong khi đó mình bỏ về Việt Nam 19 tỷ đô la, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có một cái chính sách nào để ưu đãi cho người Việt mình ở ngoại quốc, mà vẫn đối xử với người họ gọi là Việt Kiều đó bằng những cái chính sách nghĩa là rất là tàn, nghĩa là tàn khốc, tức là có những cái cạnh tranh, có những cái nghĩa là tức là đụng hàng, dèm hàng, hay là dùng tất cả những cái thủ đoạn như anh Trịnh Vĩnh Bình mà kiện lên tới hàng tỷ đô la là cũng vì vấn đề kêu gọi đầu tư ở trong nước, bỏ tiền vô bị nhà nước gạt. Thưa mời bác sĩ tiếp tục. Vâng, tôi thấy này, có những người ở Việt Nam mà muốn một vị hợp tác cộng sản cuối cùng chạy trở lại. Một số người chưa thấy này, nhìn ông Trần Trường về bây giờ chạy trở lại đây thân bại danh liệt. Một số một kinh tế gia nữa ở San Jose về chạy qua lại. Tôi không muốn nói tên ra, nhưng mà quý vị nhớ cộng sản là vắt chanh bao vỏ. Khi về đó thì lúc đầu là họ như ngay tới thiền sư Nhất Hạnh về, lúc đầu được tiếp đãi như là một vị là vua, mà cuối cùng quý vị thấy cái tất cả là cái làng mai của ông ở Lâm Đồng đã bị lấy và các tăng nhân bị đuổi hết. Thì Việt Cộng không tin được, lúc đầu về thì nó nuôi mình cho mập, mà là nó hợp tác, nó lấy cái học hỏi cách mình làm ăn. Rồi khi mà họ học được rồi hay là đã có tiền nhiều rồi thì chỉ cần họ dùng thuế để đánh thôi, mà quý vị không trả thuế mà, thì những doanh gia đó chỉ nói ồ thôi tôi dâng lại tất cái này cho tôi về Mỹ bình an đi. Quý vị thấy thì rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị nhớ này, nó nói là 8 tỷ đô la về quốc phòng lần qua như ghê gớm, nhưng mà một năm gửi 19 tỷ về, 19 tỷ đó tiền về vô ai? Cô đô la thì vẫn giữ bên này, người ta vẫn mua nhà, dùng tiền đó để con cái qua Mỹ du học, mua nhà tại Mỹ, đâu có gửi về Việt Nam đâu. Còn Việt Nam in tiền giấy ra thì là quá dễ. Thành mình là người Việt tị nạn phải suy nghĩ rất cẩn trọng nhưng về vấn đề này. Bạn Dung em. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Trong phần 3 chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ còn có rất là nhiều tin tức để cho quý vị theo dõi tình hình của thế giới để biết là chúng ta đương ở đâu và chiến tranh có xảy ra giữa Hoa Kỳ và Ukraine, Âu Châu với nước Nga cũng như là Đài Loan với Trung Cộng ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình của Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi sẽ tập hợp những tin lại cũng như là phân tích những cái tin để cho chúng ta biết là ở thời điểm này chúng ta đương ở đâu và chúng ta cần biết thêm những chi tiết này. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của đài VNTV của chúng ta. Good morning, Vietnam, America. Good morning, Vietnam, America. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn với đài VNTV của chúng ta. Trước khi quay trở lại cùng bác sĩ Võ Đình Hữu về chương trình thời sự, cho phép chúng tôi một lần nữa cảm ơn một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Odyssey Israel là một văn phòng uy tín lâu năm đã được sự tín nhiệm thương yêu của đông đảo quý thân chủ, quý đồng hương.
Odyssey Insurance có bán đủ loại bảo hiểm như bảo hiểm nhà, xe, thương mại, workers' comp, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác. Đặc biệt, văn phòng Odyssey Insurance có nhận làm luôn dịch vụ về DMV. Đến với văn phòng Odyssey Insurance, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi vì tại đây nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Odyssey Insurance đã được đổi sang địa chỉ mới 14541 đường Brockhurst, thành phố Westminster, trong khu Cowart, lầu 2, căn C10. Điện thoại 714-839-1498, 714-839-1498. Mua nhà mới để ở, mua nhà cũ bán lại kiếm lời, hay đầu tư hoặc cần tài trợ địa ốc, hãy gọi cho nghệ sĩ Philip Nam. Trên 32 năm được khách hàng tín nhiệm và yêu thương. 909-576-1934. Cảm ơn quý cơ sở thương mại và rất mong quý khán giả của đài ủng hộ cho những cơ sở thương mại quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, suốt trong những năm vừa qua, thế giới đã lên án, đã có kỷ luật đối với nước Nga về vấn đề lực sĩ sử dụng doping, tức là có những cái loại thuốc kích thích bị cấm và họ bị treo giò, không cho đi dự Thế vận hội hay là những cái cuộc tranh tài quốc tế dưới danh nghĩa của nước Nga. Họ chỉ được dùng cái chữ viết tắt là ROC, có nghĩa là Ủy ban Thế vận hội nước Nga thôi. Và nếu như họ đoạt được huy chương vàng hay là huy chương gì đó khi lên tuyên trao lễ trao bằng thì trao huy chương, họ không được kéo quốc kỳ của nước Nga lên. Đó là những cái nhục nhã cho nước Nga. Tưởng nước Nga sẽ ăn năn hối lỗi hay là chấp thuận theo những cái quy định khắt khe của thể thao thế giới. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị, đây là bản tin số 4, Peter. Lực sĩ nước Nga mới 15 tuổi đã sử dụng chất cấm, tức là doping đó, có thể bị tước lại huy chương vàng. Bản tin chi tiết cho biết rằng lực sĩ cô này tên là Kamila Valieva, mới 15 tuổi, trong cái bộ môn mà trượt tuyết đó, thì cô đã, hôm 7 tây tháng 2 vừa qua, cô đã đoạt được huy chương vàng cho nước Nga. Khi cô đoạt được huy chương vàng cho nước Nga thì nước Mỹ đứng hàng thứ nhì là huy chương bạc và nước Nhật là huy chương đồng. Thì bây giờ thì người ta xét nghiệm ra cô này đã dương tính với doping. Và cái Ủy ban Thế vận hội họ không dám đưa ra một cái quyết định công khai, tại vì cái luật là trẻ vị thành niên mà bị cái này thì họ không có quyền công bố danh tính. Nhưng mà Ủy ban Thế vận hội IOC họ nói rằng họ không có theo thứ tự thì họ sẽ không có trao cái huy chương. Tức là điều đó ngầm cho biết là cái chuyện này có xảy ra. Và cái hình này và cái bản tin này do Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa lên. Cho nên đây là bản tin chính thức cho thấy rằng nước Nga vẫn ương ngạnh, vẫn là ăn gian, ăn lận. Mà ngày xưa đến giờ họ đoạt biết bao nhiêu huy chương vàng vì cái ăn gian doping này, xảy ra mấy chục năm vừa qua mới bị phát giác trong vòng 6-7 năm nay. Và bây giờ họ bị kỷ luật nhưng mà họ vẫn tiếp tục sử dụng cái doping. Là quý vị thấy những nước cộng sản đó, họ chỉ có muốn huy chương, họ bất chấp luật lệ quốc tế. Họ làm bất cứ cái gì để đạt được cái huy hoàng cho quốc gia của họ, cho đảng của họ mà thôi. Xin mời bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, thì quý vị thấy là mặc dù họ đã bị cấm đã không dự Thế vận hội kia, trước là Thế vận hội mùa hè, bây giờ Thế vận hội mùa đông, thì Nga không được thi dưới danh nghĩa là nước Nga, là vì nước này bị cấm vì đã dùng rất nhiều doping, thuốc quá. Nhưng mà không ngờ người ta thấy mặc dù đi dự cái này mà đã bị cấm như vậy mà cái cô này vẫn còn dùng những cái thuốc cấm như vậy, thì chứng tỏ rằng đây ở Nga là dùng những cái thuốc có hệ thống và họ chỉ muốn là có huy chương mà thôi. Nhưng mà cái may á, là khi nào mà được huy chương xong á, đôi khi người ta random, là các lực sĩ người ta thử một cách là tình cờ, còn bây giờ những người được giải xong á, thì người ta thường hay thử và cô này đã bị dính. Thì nếu cô này bị cúp cái huy chương vàng, và trong cái buổi mà giao cái huy chương vàng đó đó, cái lễ đó đó, thứ nhất là không có cờ Nga, là vì Nga chỉ là tham dự với cách là Russia Olympic Committee IOC, chứ không phải là Russia Country, chỉ là Ủy ban Thế vận hội thôi. Và không có cô đứng nhất lên trao chương, chỉ có bạc với đồng thôi. Thành họ đang khi mà có quyết định chính thức á, thì cái người huy chương vàng đó sẽ là người Mỹ.
người ta người thiên bạc sẽ được lên thành trung vàng. Thành chúng ta sẽ đợi quyết định chính thức của Ủy ban Thế vận hội và hy vọng Mỹ là có thêm một huy chương vàng nữa. Mà như em. Vâng, thưa quý vị, cũng sẵn cái dịp Olympic này và chúng ta nói đến một tình trạng bác sĩ Võ Đình Hữu là nguyên là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Bác sĩ sát cánh với tất cả cộng đồng người Việt, cho nên tiếng nói của bác sĩ rất là quan trọng với cái tương lai cho người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ, tức là tập thể người Mỹ gốc Việt. Chúng ta có hai cái sự kiện trong cái Olympic Bắc Kinh kỳ này. Thứ nhất là có hai cô nữ lực sĩ của Hoa Kỳ ở bộ môn mà về mùa đông. Thì chúng ta đã biết rồi đó, một cô 19 tuổi ở vùng gần chúng ta Los Angeles, một cô thứ nhì cũng là người Mỹ gốc Tàu. Và cuối cùng cô được huấn luyện tại Hoa Kỳ, cô ghi danh bỏ quốc tịch Hoa Kỳ để vô quốc tịch Tàu, đại diện cho nước Tàu. Một cô thì té ở trên cái sàn nhảy trượt băng, thì nước Tàu chửi te tua, một cô thì thắng lợi nhảy cái board, cái trượt băng board đó, thì cô này cổ lại thắng, thì nước Tàu gọi là sub internet của Hoa Kỳ. Nhưng mà có hai người, thưa bác sĩ, có hai người, một người gốc Đại Hàn là cô Slo Kim, và tối hôm qua đó, và cái anh chàng này, cái anh chàng mà anh chàng thứ nhì nữa là Nathan Chen, là hai người quốc tịch Tàu, quốc tịch song tịch, tức là Mỹ gốc Tàu và Mỹ gốc Đại Hàn, vẫn thi cho Hoa Kỳ và đoạt huy chương vàng tối hôm qua cùng lúc. Cái hai cái sự kiện này cho chúng ta nhìn thấy, cái thứ nhất là chúng ta sẽ đề nghị với Ủy ban Thế vận hội quốc gia Hoa Kỳ có những cái quy định đã được huấn luyện tại Hoa Kỳ tốn công tốn của, không có quyền thi cho nước khác hay là vì mua chuộc để đại diện cho nước khác, mất cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là cái đề nghị thứ nhất. Cái đề nghị thứ nhì, đối với những người mà chúng ta sống với đất nước Hoa Kỳ, chúng ta ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người Việt Nam mình có cái văn hóa đó, chúng ta không bắt chước những người mà người Tàu, như hai cái người mà phụ nữ mà đại diện bỏ nước Mỹ để về đấu cho nước Tàu. Bác sĩ cho ý kiến đi. Vâng, tôi thấy là cái này mình nói rất hay, là cái câu mà ăn trái nhớ quả trồng cây, và ăn cây nào rào cây nấy là quan trọng nhất. Bây giờ nhớ lại cái kỳ Thế vận hội mà Olympic mà mùa hè đó, mình nhớ là mình có những cái cô người gốc Việt mà thi đấu cái Paralympic á, thì rất là không biết không được huy chương gì cả, nhưng mà chứng tỏ là người Việt mình đã đóng góp vào trong cái vấn đề thi Thế vận hội. Hai loại Thế vận hội đặc biệt cho những người Special Olympic và Thế vận hội cho những người mà thường thông thường khuyết tật đó. Thì bây giờ mình thấy người Việt Nam vẫn thi đấu cho Mỹ, tôi rất là mừng cái đó. Và mình nhớ câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn cây nào rào cây nấy. Hai cô, một mà cái cô mà ở Los Angeles mà lại đổi tên đấy chứ, Beverly G mà qua đây là đổi thành là Siêu Di. Ok, ông bố là giáo sư đại học UCLA thì lại về bên đó để làm cho một cái trường đại, cái công ty của China, người ta rủ về mà. Thì cô này 2018 bỏ quốc tịch Mỹ về bên đó tập dược. Mà khi cô này là người thứ ba đại diện cho China, cái đó controversy lắm, là vì có một cô Tàu nữa, người thứ ba cũng khá cũng giỏi, nhưng mà Tàu chọn cô này ở Mỹ về vấn đề về chính trị. Cô này thì nói là người Mỹ mà bỏ về Tàu để làm thì cái đó là Tàu thành công gì nữa. Nhưng mà không ngờ khi nào cô ra đó, cô té nhiều quá, thành Tàu đang cái team từ hàng 3 mà cô này trong team bị cô té nhiều quá, thành Tàu xuống thành hàng 5. Thì nếu mà cô này không té thì chắc Tàu cũng được huy chương đồng. Thì cái thành người ta nói bây giờ cô này không được về Mỹ nữa, đã bỏ cái tiền Mỹ rồi, ở bên Tàu ta chết luôn thì không được về nữa. Người ta nói còn một cô nữa thì cũng bỏ về mà may là được huy chương vàng. Nhưng mà cái đó hai rồi đó, rất là sai. Trong khi đó cái Nathan Chen người Tàu ở đây rất mà lâu nay người ta ủng hộ và ở người ta nghĩ nha, ở Ác Van vừa nói mà người ta nghĩ rằng á, mà anh là sẽ thắng, mà thắng rồi mà hay nữa, thắng rồi mà anh là học rất là giỏi. Ok, bây giờ đang học ở, tôi nhớ là học ở Harvard. Ok, và anh nói thi xong về tôi tiếp tục học. Ok, rồi thầy giỏi. Còn cái cô, một cô nữa, snowball, là cô Kim
Tôi thấy người nào tên Kim cũng giỏi hết á. Chảo Kim Jong-un mà. Là vì quý nhớ có một cái Kim mà cô Kim mà bây giờ đa mà hồi trước để hàng mà nhảy trăng đẹp quá đó, cũng tên Kim luôn. Ok. Thành ra rất là tôi thấy tôi quen Việt nhiều Nam mình lắm. Cũng có cô Kim là Kimberly Hồ đó, cũng Kimberly đó. nhiều người tôi quen thì cô này được huy chương vàng về snowboard rất là giỏi, mà cô nói sau cái này tôi liên tiếp được học thì học gieo. Nên là hai người này vừa giỏi về tài nghệ, vừa giỏi về education, cái đó nối phục. Thì hình như cô này về không nhớ làm khoa học y khoa gì đó, còn anh kia học về computer giỏi quá đi. Thành đây là hãnh diện cho người Mỹ gốc Á Châu. Cũng như cách đây Olympic vừa trước, cái cô mà người gốc Hờ Mông đó được huy chương vàng, cái nhảy gymnastic được huy chương vàng rất là hay. Thành đó mình đóng góp rất nhiều trong cái Hoa Kỳ này, người Mỹ Asian Pacific Islander đóng góp rất nhiều nước Mỹ lại, thành mình tự hào. Ai kỳ thị mời gốc Á Châu với Thái Bình Dương cứ kỳ thị đi, nhưng mà chúng tôi những người Mỹ này gốc Á Châu đã đóng góp rất nhiều xương máu trên chiến trường, trên thương trường, trên thể thao, và đem lại vinh quang cho xứ Mỹ này. Nhớ cái đó, mình khi nào ai mà nói mình hãnh diện, mình nói cái đó cho người ta biết. Và hai người được huy chương vàng này sẽ làm cái người Mỹ bừng tỉnh hơn và thấy rằng người Á Châu đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này, đem lại vinh dự cho Mỹ. Trên 40 chương mình có đã 2 chương vàng rồi, toàn nước Mỹ 40 chương vàng, mà Á Châu đã có 2 chương vàng. Gấp African American, gấp Hispanic, có ai có không? Chỉ có Asian American, 50% huy chương vàng của thế giới. Mà như vậy anh thấy à? Cảm ơn bác sĩ khích lệ tinh thần cho cộng đồng Á Châu của chúng ta, nhất là trong lúc mà chúng ta đương bị kỳ thị, người ta phải suy nghĩ lại cái vấn đề đóng góp của chúng ta. Và bây giờ thưa quý vị, bản tin số 5 của chúng tôi ngày hôm nay liên quan đến một câu chuyện là 5.000 công nhân ở một cái xưởng làm giày da ở Nghệ An đình công. Cái lý do đình công, bản tin cho biết, bản tin số 5 đó Peter, là hơn 5.000 công nhân làm việc tại công ty Việt Glory ở huyện Diễn Châu, Nghệ An ngày 8 tháng 2 đã đình công sang ngày thứ 2. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Cho biết là công ty này, nhân viên của công ty 5.000 công nhân viên này, người ta đòi hỏi cái quyền lợi, tức là tăng lương. Chúng ta chỉ còn 2 phút, mời bác sĩ. Vâng, tôi rất về lịch sử, tôi rất mến thuộc về Nghệ An, là nơi luôn luôn tranh đấu. Vì nhớ là Quỳnh Lưu cũng Nghệ An luôn, và người dân có tinh thần tranh đấu cho cái lẽ phải. Nhưng mà tôi mong rằng đi tranh đấu thành công, tới một ngày đó quý vị thấy rằng cái sự áp bức của cộng sản quá nhiều, thì quý vị cùng đứng lên tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền, thì cái đó hay. Nhưng mà tranh đấu về cái lương mỏng là một bước đầu tiên, để mà vì tất cả các cộng sản ở Đông Âu như Ba Lan v.v. là công nhân là thành phần đứng lên để làm cách mạng, công nông sĩ thường, quý vị nhớ. Thì nhưng mà cái những nước đó là công nông, là những người công dân làm cách mạng. Thì bây giờ hy vọng đây là cái đầu tiên để chống đối về cái nhà cái công ty này. Nhưng mà trong tương lai những cái bất bằng thì chúng ta cần phải đứng lên chống đối, và có thể từ đó tranh đấu tự do, dân chủ và đem lại thịnh vượng cho đất nước Việt Nam. Vậy đây chắc là hết giờ. Chúng tôi xin chào quý vị. Vâng. Quý vị cuối tuần vui bên cạnh người thân. Mạnh như miên. Vâng, thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình khác của Đài. Good morning, Vietnam, America.